Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách tạo ra cái giọng đọc review phim. Thì thời gian gần đây có rất nhiều các cái trang đang làm về review phim thì hoặc là review game nhé. Thì các bạn có thể thấy cái giọng đọc của các cái trang review phim này rất là hay. Thì nó sẽ, cái tác dụng của các cái trang làm review phim này thì nó sẽ giúp cho những người mà bận rộn không có thời gian ra rạp để xem phim hoặc là xem phim trên TV, YouTube thì có thể xem được tóm tắt, được biết được cái nội dung tóm tắt của cái, một bộ phim nào đấy. Đây, các bạn search kết quả review phim ở trên Facebook nhé, thì sẽ thấy có rất nhiều các cái trang review phim như này, các cái nội dung bộ review các bộ phim khá là hay. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tạo ra cái giọng đọc của review phim đấy. Thì để tạo ra cái giọng đọc của review phim thì các bạn có thể mở cái trình duyệt ra và các bạn gõ địa chỉ trang là fpt.ai. Thì để vào trình duyệt thì các bạn có thể dùng trình duyệt Chrome hoặc Cocos cũng được. Thì theo mình khuyên thì các bạn nên vào trang vào trình duyệt Cocos nhé. Bởi vì là cái này lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cái Cocos này nó sẽ tiện ở cái nào các bạn có thể tải được cái video ghi âm xuống. Đây thì các bạn gõ vào trang fpt.ai. Đây, ở đây thì các bạn kích vào cái phần tiếng Việt này nhé, để chuyển đổi cái giao diện trang từ tiếng Anh sang tiếng Việt để cho mình dễ thao tác. Đó, thì cái giao diện trang như này thì các bạn kích vào cái di chuột vào cái phần sản phẩm và dịch vụ và chọn vào cái phần chuyển văn bản thành giọng nói. Đấy, thì trong cái giao diện chào mừng bạn đến với ứng dụng demo đọc văn bản tiếng Việt tự động. Đấy, các bạn có thể nghe thấy đây cái giọng đọc demo của cái mục chuyển văn bản thành giọng nói này nhé. Thì đây là cái giọng nói của nhân vật là Ban Mai. Tên là Ban Mai các bạn nhé. Tên là Ban Mai, nữ và giọng miền Bắc. Ở đây thì các bạn có thể chọn rất là nhiều các cái giọng khác nhau, như giọng Lê Minh Nam này, Thu Minh Nữ này. Ngoài ra thì còn các cái giọng miền Trung này, giọng miền Nam này. Đấy, thì thường phổ biến nhất ở các cái trang review phim ý, thì mình thấy các bạn ấy hay chọn là các giọng Ban Mai nữ. Đó, thì các bạn sau khi chọn giọng đọc này thì các bạn có thể chọn về tốc độ đọc. Ở đây thì mình để cái tốc độ bình thường nhé bạn. Ngoài ra các bạn có thể chọn các cái tốc độ nhanh hoặc rất nhanh hoặc là chậm để tùy cái nhu cầu làm của các bạn. Ở đây thì các bạn cần nhập vào đây một cái nội dung, thì ở đây thì mình sẽ gõ sẵn một cái nội dung ở trên Word này rồi, thì mình chỉ việc copy vào thôi. Đấy, copy vào cái khung này, paste vào cái khung này nhá. Đấy, thì các bạn muốn review phim hoặc là review game hoặc review bất cứ về một cái gì thì các bạn chỉ cần soạn sẵn một cái nội dung, xong là bạn copy và paste vào cái khung này thôi. Xong sau đó là chọn cái giọng đọc bạn bạn cảm thấy là nó phù hợp với cái nội dung đó. Ở đây mình để cái giọng Ban Mai nữ nhá. Và các bạn chọn tốc độ này, thêm cái ngữ điệu và câu hỏi. Thì đấy là nếu mà trong cái video có câu hỏi thì các bạn thêm cái ngữ điệu vào. Xong sau đó là các bạn kích vào phần tạo âm thanh. Sau khi kích vào cái phần tạo âm thanh này thì nó sẽ chuyển đổi ra cái giọng đọc cho các bạn. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Duy Nguyễn. Kênh của mình chuyên chia sẻ các kiến thức về đời sống và review các sản phẩm thiết bị nhà bếp. Đó, thì đấy là sau khi các bạn tạo ra được cái âm thanh như này thì các bạn có thể tải cái file âm thanh đó về. Thì ở phần này đấy mình giải thích lý do tại sao là mình lại chọn cái trình duyệt Cocos, bởi vì trình duyệt Cocos thì nó sẽ có tính năng là tải luôn cái file âm thanh mà có ở trên trang này. Các bạn chỉ cần kích vào đây thôi và các bạn tải xuống như này. Đó, sau khi kích và tải xuống thì nó sẽ cho các bạn cái file âm thanh như này. Đó, các bạn kích vào đây và hiển thị trong cái thư mục đấy, thì các bạn đã tải được về cái file âm thanh đấy. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Duy Nguyễn. Kênh của mình chuyên chia sẻ các kiến thức về đời sống và review các sản phẩm thiết bị nhà bếp. Sau khi tải được cái file âm thanh này về thì các bạn có thể cho vào cái phần mềm ghép video hoặc là ghép hình ảnh để các bạn có thể tạo ra một cái giọng đọc review cho cái nội dung phim hoặc cái nội dung game của các bạn. Đấy, thì rất là đơn giản đúng không? Đây là các bạn nhớ là vào trang fpt.ai nhé. Thì đây là một cái trang nó có thuật toán trí tuệ nhân tạo để các bạn để có thể tạo ra cái giọng đọc giống như người thật nhất. Thì ngoài ra các bạn, nhiều bạn cũng có thể vào cái trang là
Google nhá, Translate này. Các bạn có thể vào Google để tạo ra cái giọng đọc đấy, tạo giọng đọc. Nhưng mà cái giọng đọc này là giọng đọc của Google, hay mọi người cứ hay trêu là giọng đọc của chị Google ấy. Cái giọng xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Duy Nguyễn. Kênh của mình chuyên chia sẻ các kiến thức về đời sống và review các sản phẩm thiết bị nhà bếp. Đấy, thì các bạn thấy cái giọng đọc này so với cái giọng đọc bên này thì thế nào? Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Duy Nguyễn. Kênh của mình chuyên chia sẻ các kiến thức về đời sống và review các sản phẩm thiết bị nhà bếp. Đấy, cái chất lượng của giọng đọc bên đây nó tốt hơn đúng không? Nó cảm giác nó thật hơn so với lại cái giọng đọc bên Google này. Đấy, lý do tại sao mà các cái giọng đọc review phim người ta hay chọn là tạo cái giọng đọc bên cái trang này, chứ không phải là giọng đọc bên Google này. Anh người ta gọi vui vui là giọng đọc của chị Google ấy. Thì đấy, thì đây là cái video mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thức tạo ra cái file file âm thanh, hay là gọi cái giọng đọc đấy, để các bạn có thể làm review game, review phim, hoặc review về bất kỳ cái gì trong cái đời sống của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.